Cây Bồ Đề. Câu hỏi của Kim Tiên. Hỏi: Kính thưa Thầy, tại sao Đức Phật chọn ngồi thiền dưới cội cây? Và tại sao lại chọn cây Bồ Đề? Đáp: Đời sống của Đức Phật là một du tăng khất sĩ, sống không nhà cửa, không gia đình, thì phải lấy gốc cây làm giường nằm, làm chỗ ngồi thiền. Còn cội cây thì làm nhà ở, đậy nắng, che mưa. Hiện giờ, mọi người ai cũng gọi cây đó là cây Bồ Đề. Nhưng trước khi Đức Phật chưa thành đạo, thì cây đó được gọi là cây đa. Cây đa ở Ấn Độ, lá có đuôi dài hơn cây đa của chúng ta. Từ khi Đức Phật ngồi dưới cây đa đó, tu hành thành chánh giác, vì thế nó mới có tên là cây Bồ Đề. Ví dụ, như Đức Phật ngồi dưới cội một cây xoài tu hành chứng quả, người ta sẽ gọi cây xoài là cây Bồ Đề có được không? Đức Phật không phải chọn cây Bồ Đề, mà chọn cây có lá mát mẻ. Không phải để ngồi thiền, mà để tu tập thiền định. Bởi vì thiền định không phải ngồi, mà ở chỗ tâm, ly dục, ly ác pháp. Thiền định thời nay, người ta đã lầm, nên chấp ngồi. Vì chấp ngồi nên tạo ra gối, để ngồi cho êm. Do đó, người thời nay tu thiền ngồi nhiều thành cốc chứ không thể giải thoát. Các nhà học giả xưa và nay không hiểu cho Đức Phật chọn cây Bồ Đề để ngồi thiền tu hành, đó là sai. Tu thiền định là do tu tập tâm ly dục ly ác pháp, chứ không phải do ngồi dưới cội cây Bồ Đề mà giải thoát. Cho nên, sống dưới cội cây nào tu tập cũng thành đạo, chứ không riêng gì cây Bồ Đề. Vì thế, chỗ tu là ở tâm, chứ không phải ở cây. Cây nào ngồi tu cũng được, không riêng bất cứ một cây nào. Tóm lại, cây Bồ Đề chỉ là một cây đa như cây đa nước ta, Việt Nam. Từ khi Đức Phật chứng đạo, nó mới có tên là cây Bồ Đề, như trên Thầy đã nói. Chúng ta đừng hiểu lầm, chỉ có ngồi dưới cây Bồ Đề mới tu chứng đạo. Hiểu như vậy là sai. Khi tu chứng đạo, cây nào ngồi cũng tu chứng được cả.